Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review các cái xe đạp bãi nhập khẩu. Hôm nay em có một cái xe đạp đua carbon, đua khung carbon vành Mavic, bộ group Shimano và Tiagra, đời sáng, đời nhôm trắng, đời đầu đấy. Review cho các bác. Giờ em sẽ vào quay chi tiết tổng thể chiếc xe. Về phần nước sơn chiếc xe thì các bác có thể nhìn thấy là khá là đẹp, không có vết xước nào mà gọi là lớn cả. Khung carbon, càng carbon, hiệu này là hiệu Sepa Serra. Xe được trang bị bộ chuyển động là Tiagra, tay lắc Tiagra, cụm phanh Jadiwood, Mavic Acacium, vành là Mavic Acacium. Đấy. Đùi đĩa là 105, đời đầu nhôm sáng, nhôm trắng, Shimano 105. Khá là đẹp. Cái dòng này là đều là đã 105 là đều sản xuất tại Japan hết các bác nhé. Japan FC 5006. Gạt đĩa Shimano 105 và củ đề Tiagra, Shimano Tiagra cũng là đời nhôm trắng luôn. Xe được trang bị 10 lít, bánh đằng sau cũng là bánh Shimano, bánh Mavic các bác nhá, Mavic Acacium Elite. Hãng này, hãng bánh này là của Pháp. Mavic đi vòng cối thì tay tách không được, chưa được lổ, nhưng mà cái thằng Mavic này thì ít khi nó làm cối lổ. Và bánh này thì rất tốt, chất lượng này ngon, bánh Mavic mà. Mavic Pháp, Tiagra củ đề, đùi đĩa và gạt từ 105 đều là đời đầu hết, nhôm trắng sáng đẹp, khung carbon, cả carbon yên mới đẹp. Phần sơn thì khá là ok. Xe này là dành cho đội đua của Trung Quốc, cho nên là nó có cái chữ là 15 thờ, tức là thế hệ thứ 15. Cargo dành cho đội đua. Cái thằng này thì Ina này dành cho cái đội đua chuyên nghiệp của hàng này thì nó xuất đi toàn thế giới đấy. Các bác có thể tìm cái thương hiệu này ở trên Google hay là trên YouTube để tìm hiểu thêm. Xe này là của team tức là đội đua X1. Lần trước phải có chữ cái chữ gì ấy là em cũng không rõ là chữ gì. Nhưng chốt lại là nó không phải là hàng nhái, không phải là hàng fake, mà là hàng có thương hiệu quốc dân của bên Trung Quốc. Thì giá thì đương nhiên là nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà để nói chất lượng thì cũng, vì hầu như bây giờ tất cả các hàng nó cũng sản xuất tại đấy thôi. Thì theo như tìm hiểu ở trên mạng là biết qua được như vậy. Bây giờ em sẽ vào đo size khung, khung carbon vành Mavic, bộ chuyển động Shimano 105 Tiagra Japan, đời đầu. Bây giờ sẽ vào đo size và chi tiết chuyển động cho các bác xem nhá. Từ tâm cửa trục đạp cho đến tâm của khóa cọc yên là 45, size 45. Từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ cốt là 48 các bác nhá, tức là giống đứng là 45, giống ngang là 48, phù hợp với các bác từ khoảng mét 63
đến 1m73, 1m63 đến 1m73 là đi phù hợp chiếc xe này. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Đó, và bây giờ em sẽ vào kiểm tra chi tiết chuyển động cho các bác xem. Chuyển nít này. Nít 10 tầng, vành Mavic. Mayer Mavic để lên nít. Rất là êm ái, nhẹ nhàng thôi nhé. Đĩa này. Đùi răng to, vành Mavic đi vòng rất là bon. Khung carbon toàn phần, càng carbon của đội đua Trung Quốc được trang bị cấu hình rất là tốt để dành cho các bác, và với một cái giá để các bác vừa phải để chơi được cái chiếc xe carbon đồ 105 Kia Gra và Shimano 105. Vâng, và xe có giá bán bên em là 13.500.000, bao ship tận nhà cho các bác, chuyển hết tiền. Và các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ Zalo theo số điện thoại 0975 709 943, bên em tư vấn trực tiếp chiếc xe này nhé. Vâng, và ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh, cái chữ đăng ký ở dưới màn hình ạ, cộng ấn chuông để không bỏ lỡ các cái xe đạp khác đang đưa lên kênh nhé. Cảm ơn các bác xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.